Ông Phạm Nhật Vượng có 37,5 tỷ USD, xếp thứ 33 trên thế giới, số 1 Đông Nam Á. Rạng sáng ngày 17 tháng 8, Forbes đã có những thay đổi về con số tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng. Theo đó, thay vì con số 84 tỷ USD và xếp thứ hạng 16 trên thế giới đưa ra vào đêm qua, theo giờ Việt Nam, Forbes đã điều chỉnh tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuống còn hơn 44 tỷ USD. Con số này khá tương đồng với đánh giá của Bloomberg trước đó. Cụ thể, theo Bloomberg, sau khi đưa hãng xe điện VinFast lên niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm ngày 15 tháng 8, với giá đóng cửa hơn 37 USD trên một cổ phiếu và vốn hóa đạt hơn 85 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng có thêm 39 tỷ USD, lên tới 44,3 tỷ USD và lọt top 30 người giàu nhất thế giới. Với mức này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 30 người giàu nhất hành tinh. Như vậy, con số hơn 44 tỷ USD đã được đưa ra bởi hai tổ chức uy tín nhất hiện nay là khá sát nhau. Đây là lần đầu tiên một tỷ phú Việt Nam leo lên vị trí cao như vậy trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Forbes, và tỷ phú Vượng cũng trở thành người giàu nhất Đông Nam Á và giàu thứ 5 toàn châu Á. Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu vào danh sách tỷ phú của Forbes năm 2013 với khối tài sản lên đến 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022, mức tài sản cao nhất ông được ghi nhận là gần 8 tỷ USD.